ông cao văn sang tổng giám đốc công ty cổ phần nhựa sài gòn bị tạm hoãn xuất cảnh để đảm bảo việc thi hành án Hôm 28 tháng 3, một nguồn tin riêng đã xác nhận với Tiền Phong cho biết, ông Cao Văn Sang, nơi làm việc là công ty cổ phần nhựa Sài Gòn, chức vụ là tổng giám đốc, thường trú quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đã bị một cơ quan thi hành án dân sự ở thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh. Lý do của quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Cao Văn Sang là để đảm bảo thi hành án. Cụ thể, công ty cổ phần nhựa Sài Gòn do ông Sang đại diện theo pháp luật đang còn nợ một doanh nghiệp nhiều tỷ đồng ông cao văn sang đang bị tạm hoãn xuất cảnh cho đến khi thi hành xong hoặc có bảo lãnh bằng tiền tài sản biện pháp khác để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông cao văn sang đã được gửi cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an và đơn vị cá nhân liên quan